Hello, chúng mừng quay trở lại với trò đấu của Tùng và đến với một giám đường trên của Pinkwood Ngày hôm nay sẽ là kèo đấu giữa Saco cùng với Atron anh em ha Cùng xem xem là Pinkwood sẽ chơi đùa đối phương như thế nào nào Let's go Ok, kèo đấu giữa Saco của Pinkwood cùng với Atron Ở mức rank cao thủ của mấy chủ Bắc Mỹ anh em ơi Ngọc thì nó vẫn như Ngọc ở những cái video clip trước mình làm về Pin thôi Nó sẽ là thiên thạch bí ẩn, giải bằng năng lượng à, Thăng tiến sức mạnh cùng với thiêu dụi Bảng phụ thì lấy vị máu cùng với thời gian tối thượng Ở nhánh dưới thì cộng vào hồi chiêu sát thương thêm cùng với máu theo cấp anh em nhé à, Sáng nay thì có một giáo án ranh đồng của Sao rồi ha Bây giờ thì có thêm giáo án Saco của Pink World nữa Một ngày rất là nhiều giáo án giải trí cho anh em mình vẫn luôn nói với các bạn là những giao án mình làm về Pink World hay là the ball thì chắc là giải trí thôi còn để mà thực chiến với những giao án như vậy trong xếp mạng đơn thì thứ nhất là nó tương đối khó cái thứ hai nữa là nếu các bạn không thực sự thành thục cái lối chơi này thì nó sẽ rất dễ bị thua game á rất là nhiều khán giả vào kênh của mình và comment là tại vì văn tùng nên là bây giờ nó vác cả Yasuo đi proxy rồi <laughs> nó fit quá trời fit rồi <laughs> anh em hạn chế nhá xem chơi cho vui đấy nhá cấp 1 thì đặt ba cái hộp hề một cái để đép vòng rừng một cái hai cái còn lại thì hỗ trợ ly xanh và sau đó về nhà sạc mana ha kẻ đối gặp một áo khu đường trên đánh bằng dịch chuyển và tốc biến thì nó không phải là con tương đấu sĩ quá áp lực nữa nên là chắc là vẫn farm được ở khoảng thời gian ban đầu farm chiêu chiêu cùng xem xem là liệu rằng áo nó có cắn bết hay không vì áo chóc thấy cái bộ kỹ năng của nó nó có cái tầm hoạt động tương đối tốt nó không phải là một con tương áp sát để gây sát thương nhiều giống như những đấu sĩ như là Fiora hay là Irelia hay là cá sấu các kiểu á thì việc bết đối phương vào những cái W nó sẽ phải bán máu khá là nhiều đấy anh em nhé Ok, cùng xem xem là Pinkwood sẽ trêu đùa đối phương như thế nào nào Cấp một cho nhà đứt 6 con lính rồi đẩy đường thôi anh em ơi Lấy số của giải băng cùng với thiêu dụi nữa Rồi, chờ ba con gần nó yếu máu rồi đặt W ha Đối phương chém nội tại Pinkwood thì bỏ qua đối phương để lát hit cái đã Đó, có được giải băng năng lượng đầu tiên rồi này Quy của chóc đầu trận thì nó hồi tới 14 giây cơ đối phương hết 3 lượt quy vừa rồi là Pinkwood có thể để đường lên hai rất là sớm. À cho cũng rất nỗ lực để có thể cấu rỉa với những đòn đánh tay và cấp độ 2 vẫn có cho Pinkwood. Cấp độ 2 cũng quy ha. Quy ra phía sau đối phương chén được một đòn chí mạng nhưng bị đối phương chặt một cú quy 2 cũng tương đối thấm. Rồi đối phương mất 3 quy rồi, đối phương đánh tay e đánh tay luôn ạ, chiêu giữ rồi bạn. Chiêu chiêu thôi bro. <laughs> Làm gì căng thẳng thế? Cấu rỉa rất chịu khó cấu rỉa đến từ A trong phía bên kia tiếp tục đặt W lấy cấp độ 3. W lại tiếp tục kích được giải băng cùng với thiêu dụi một pha Q lên vào thẳng cái Q3 đối phương, đối phương Q3 đánh tay các kiểu. Nhưng mà level 2 thì Atrox chưa có đủ sát thương dứt điểm, level 3 tiếp tục thảy một cái dao độc vào tướng đối phương. Giữ cái Q lại để outplay anh em nhé, đặt cái W reset. Lát thì con xe to lấy thêm tí tiền nào, đối phương Q2 phát luôn đâu. Đối phương Q2 trúng rồi, đối phương Q3 thì ping quật đơn giản là tàng hình chạy và sau đó về nhà đóng lam ngọc thôi. Cố gắng lấy tiền để lên một cái lam ngọc anh em nhé, pha này thì mana hơi thấp rồi, mana không đủ để quy thì rất dễ bị ăn chóc bung quy tốc biến các thứ solo kill nên là về thôi mất một wave sáu con cố gắng lấy một cái lam ngọc cho lần về nhà đầu tiên để lấy thêm mana spam w sau đó đi xem tên lính này cần tp không nhỉ quyết định không tp luôn à quyết định đi bộ ra tới tp world với một cái lam ngọc và không mua bất kỳ bình máu nào cả chấp nhận câu chuyện là bị đối phương đóng băng và mất đi cho mình đó là sáu con lính ở đợt lính vừa rồi thậm chí là có thể sẽ mất thêm vài con ở đợt lính phía sau nữa Nhờ vì Lee xin đánh xuống cánh dưới còn con uh, Ramus phía bên kia đánh lên cánh trên, nên là pha này TP lên mà chết một mạng là rất là thọt kinh nghiệm anh em nhé. Thôi thì xếp TP nếu mà dừng đối phương có lên cánh chết thì còn TP đón lính. Đặt một cái W ở bụi cỏ chạc 3 để đép con uh, Ramus ha. Còn giết Ramus thì mình nghĩ là hơi khó đó. Sẽ là một pha đấm nhau với Ramus phía bên kia. Nhờ vì đối phương còn W này là đối phương cũng khá là trâu đánh tay đôi luôn ạ à. ramus cũng đánh tay đôi là Aatrox bắt đầu di chuyển vào rồi thiêu đốt đẩy vào sau đó đánh tay liên tục đối phương sắp hết w chưa nhở đối phương tốc biến thẳng với cái hộp hề và sau đó là một mạng chiến công đầu dành cho ping nhưng có về được hay không Aatrox à, đang dí lên một phạt tiết kiệm tp để solo kill con ramus so <laughs> 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 cái w ra mất lâu thật cái pha vừa rồi Ramus mất ở w cực kỳ lâu luôn mãi mới giết được nó sau đó thì dùng cái tp để trở lại khu đường trên hay thật sự không giết được Aatrox nhưng mà giết được con ramus lấy được bùa đỏ và sau đó tivi đường trên thì đón lính tương đối tốt tới từ pingwood một đợt lính tương đối to <laughs> cấp 3 đến cấp 5 này là tên này farm thôi anh em nhé <laughs> ramus lên chưa ăn được cua trên thì đã bị con Sako saco này đánh chặn và chết một mạng mất cả tốc biến nữa. tốc biến thẳng vào cái w nữa hề ác lát đi dưới trụ anh em ơi Lát thì giới trụ tốt tới từ Pinkwood với bùa đỏ và sau đó thì có những pha vòng ra phía sau con lính lấy đam nội tại. Ok, lát thì tốt cái tờ này luôn anh em ơi. Thua farm tầm một tên lính so với Atrox nhưng lại có được một mạng chiến công đầu. Lam Ngọc đã có, tái sử dụng đã có rồi, tha hồ mà spam kỹ năng. Chỉ tiếc một điều là cái bùa xanh của con uh, rammer thì nó không cỏ Nếu mà quả này có được bùa xanh nữa thì thôi đấy. Máu như thế này thì chưa cần phải về nhưng mà tiền đang cầm nó 500 rồi, cắm mắt khu vực sông trên. Vòng rừng hai cua cho Lee Sin gần như là end game rồi. Đối phương EQ một cấu gì à? Pingua sẽ đẩy lại một pha E lấy giải băng hay không? Đặt W đánh tay và lát hit thôi. Quyết định không spam E vì nó cũng khá là ngốn mana. Với cả là cộng mắc vào kỹ năng W nên là... Ôi A à, cho Q2 góc vuông ác ạ. <laughs> không trúng rồi bạn. Tiếp tục spam W thôi anh em nhé Không để E anh em à Để E cảm giác nó bị tốn mana ấy Dùng E để lát hit luôn ạ à. Vì cộng mắc W nên là E cộng một điểm nó không được nhiều đam lắm Mà cần lấy giải băng thì cứ lấy thôi Tiếp tục spam W đối phương Q2 W các kiểu bị fear rồi Dùng tàng hình từ Q để thoát khỏi xứng xích địa ngục Và sau đó thì A-Chóc chiến binh tận thế chơi Onin luôn à Tung chiêu cuối và sau đó thì A-Chóc chọn vào Cái bóng hay là người thật đây Đối phương đang bắt đầu chặt vào cái bóng rồi điều clone cho nó ăn lính từ xa và sau đó thì nó sẽ nổ để reset way nó nổ và vẫn có hiệu ứng và sau đó thì a q 3 tiếp tục đặt w đi bộ lên đánh tay nhưng đối phương chạy rồi đánh tay đôi dính xiềng xích bắt buộc phải quy chạy tới từ pingworth mất máu hơi nhiều lại có hạt mầm hay không cứu 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 ơi, nó còn Q flash anh em ơi nó quy một flash quy hai e mà không cứu được rồi bị solo kill rồi a đánh, đánh cũng có vẻ là khá cẩn thận anh em ạ đánh rất là biết điểm dừng luôn bị đối phương solo kill mất một mạng nhưng mà vẫn đủ tiền để hướng tới cái bí trương là ok rồi bí trương thì nó giúp cho con saco này vừa có được kháng đầy đường tốt vừa có thêm cái lượng sát tương tương đối A à, chóc khoe thông thạo luôn ạ. ác à, được bạn một ván đấu đánh với tốc độ cực kỳ chậm anh em ạ 7 phút đánh xếp hạng đơn mà mới có bốn mạng mà thôi còn a à chóc sau cái tình huống uh, solo kill được ping word thì chưa về vẫn tiếp tục ở lại khu đứng trên với lượng máu còn tương đối đầy đủ và con sako này các bạn thấy là chiêu cuối hồi nó cũng tương đối nhanh thôi này cứ spam thôi anh em ơi có là dùng thôi tiếp tục quy một e cấu rỉa tới từ a phía bên kia dùng e để lát hết xe to ha sau đó thì đặt những pha w a cảm nhận là bắt đầu có lợi thế rồi ha a cảm nhận là mình bắt đầu có thể đánh hổ báo được rồi đó liên tục là những pha quy cấu rỉa tới từ a -trop pha lao lên bết được W uh, đối phương nhiều mất cái quy tàng hình và sau đó thì a chóc bắt đầu chặt lên với những cú quy chuẩn bị hồi lại lách 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 quy một tốt lách like được q uh, quy hai không không lách like được quy hai nhưng mà quy ba bắt buộc phải dùng chiêu cuối rồi sau đó nhả chiêu cuối ra và tiếp tục đánh tay hoảng sợ liên tục ba lần hoảng sợ liên tục và solo kill dành cho Pingwood a chóc cảm nhận là mình bắt đầu có lợi thế sau một pha solo kill và thấy là đánh láo anh em ơi. đánh láo với quy một uh, bị lách like bởi uh, pingwood lách like được cái quy một ha dính cái quy hai chí mạng q hai chế mạng hitbox ảo nhờ. Sau đó dùng chiêu cuối né q 3. Sau đó thì A chóc bị phi lượt một này anh em này, bị giật về, cái phi nó đẩy A chóc về cái phi này luôn anh em nhé, Phi lượt 2 không chém được nội tại, tàng hình và chém nhầm cái nội tại vào cái bóng của pinguột và sau đó thì bị phi lượt 3 chết luôn. Solo kill. Đó, đôi khi phải cho đối phương một tí lợi thế để đối phương bắt đầu có dấu hiệu đánh hổ báo anh em ạ. Đánh hổ báo với Saco thì đúng là tự tìm cái chết. Reset reset anh em ơi. W lúc này cấp độ 7 đã cộng được 4 điểm thì nó ăn lính cực kỳ nhanh rồi các bạn thấy là một cái W là gần như xong luôn đợt lính. Sau đó thì máu yếu này về luôn à. A chót TP và quyết định đến từ Pingwood là về lấy thêm trang bị. Về kịp với một cái giày khai sáng Eonia. Sẽ có những cái pha mà máu yếu như vậy là Pingwood sẽ không về đâu anh em nhé. Nếu mà chiêu cuối lúc đấy nó chuẩn bị hồi á là Pingwood sẽ ở lại đó, bởi vì cái cái trạng thái máu yếu đó là cái trạng thái mà đối phương cực kỳ dễ cắn bếp nhưng pha này không có chu cuối nên về ha Đừng giữa thì đó là một pha 3 quay 1 à 2 quay 1 với thêm cung ánh sáng đi từ A Ryu Mít rừng hơi gãy rồi Pha tàng hình lên uh, ăn được xe to tới từ Pingwood Atrox thì đang cố gắng ăn khiên trụ Sau đó thì Lee Sin là không đó là Milio à Có chu cuối sắp hồi lại tới từ Pingwood Đối phương bật chiến binh tận thấy lên chặt Quy Có vẻ là cũng tương đối đau nha Quy 3 đến từ Atrox nó không chí mạng Tàng hình chém tay chí mạng Và sau đó để E làm chậm mà thôi Không có sát thương dứt điểm để mà ram lên cho con saco này rất là khó vì là cái lối chơi của con saco ap nó là lối chơi mà bết đối phương chứ không phải lối chơi chủ động. Pha này thì eqr, sau đó thì điều clon vào nhưng mà clon bị xình xích giật ra và nó không được tối ưu cái lượng uh, tấn công đến từ cái bóng bắt buộc phải giật về thôi. Nếu pha vừa rồi mà không dính xình xích là đẩy cái bóng vào trong trụ luôn anh em nhé, đẩy vào trong trụ cho nó bị trụ bắn là nó sẽ tự động nổ đam thôi một pha quy lên vẫn có fear nhưng mà lượng sát thương gây ra chưa được nhiều lắm mất quy rồi mất quy trước mặt á chóc rồi á chóc bắt đầu dẫn lên với quy một e w các kiểu bị phia và sau đó thì quy flat đến từ vị trí của ramus đặt w ra đẩy e và có mạng rồi nhập trước khi lên bảng ok khiêu khích của con ramus này nó làm con saco nó bị lộ hình anh em à, à cái pha vừa rồi là cái pha mà con saco này nó tàng hình nhưng mà vẫn bị ăn cái khiêu khích anh em nhé con ramus nó vẫn kịp e trước khi mà pin tàng hình và khi bị dính khiêu khích đấy thì bắt buộc phải đánh tay Và đánh tay thì nó lại bị lộ cái tàng hình từ quy Nhưng mà không sao vẫn đổi được một mạng Với đường trên đối phương trước khi lên bả Còn Milio swap lên cánh trên Ganh lần thì không ganh được anh em nhé Rất khó để đánh chủ động với một con Saco AP Nếu là Saco AD mà quy lên đánh tay thì ok Nhưng mà Saco AP thì Các bạn quy lên các bạn đánh tay Nó không có đam ấy cánh dưới ván này đang gặp khó rồi ha cánh dưới ván này đang thấy mít rừng hơi lủng dừng lại gãy tiếp rồi pha này thì uh, nhả chiêu cuối sớm sau đó thì điều chiêu cuối lên khu vực cánh trên nhấp nhả cùng với a cho phía bên kia sau đó thì uh, giật về cho nó reset way giúp thôi anh em ơi pha này thì không biết là có hồi chu quy kịp hay không đây bắt đầu dẫn lên giật clone của mình nó fear được rồi ok vẫn giật kịp clon nhưng bị chặt một cú q 3 khá là thấm pha này máu hơi yếu anh em nhá, máu yếu thế này không có chu cuối để bết thì cũng hơi nguy hiểm a à, chóc đang suy nghĩ đến câu chuyện băng trụ rồi đối phương q một e ra cực kỳ đau sau đó đối phương dấn lên bị hoảng sợ bị đẩy thêm một pha ra độc nữa tiếp tục nhà w và đối phương liệu rằng có cắn bếp hay không đối phương có thông tin cái pha w này rồi đối phương đang đảo lên khu cánh trên và đối phương sẵn sàng cấu rỉa với tình huống eq mà thôi đối phương sẽ không dám in kama cũng có mặt ây à. ô kama yếu đây anh em này con kama này còn có tí máu à Đứng giữa thì có mạng dành cho Lee Sin tốt rồi chưa cuối 12 giây nữa nhưng mà lính chuẩn bị tràn trụ và sẽ dùng quy để câu giờ cho cú chu cuối 8 giây Một pha quy sớm tới từ Pinkwood và sau đó thì nhà đất lưu và đối phương bắt đầu chiến binh tận thế lao vào Mất máu hơi nhiều đẩy thiêu đốt đẩy E và Aatrox yếu Aatrox chắc chắn là chết mà thôi Ok một đổi một Tiếc quá pha này chưa cuối không hồi kịp anh em ạ Hồi trước không đủ Với sự hỗ trợ tới từ Kama thì quyết định đến từ Aatrox là băng trụ và đổi mạng với Pinkwood Ok chấp nhận câu chuyện đổi mạng ha nãy giờ đổi mạng liên tục đó để xét xem là đổi mạng xem là ai khó chịu hơn ai Quan trọng là câu chuyện scale xem là ai gánh tim khỏe hơn thôi Đồng đội ăn con rồng này nhìn lượt thật thế TP không? TP bọc sau con Eri này Eri có thể sẽ mất E rồi Eri đã mất dịch chuyển của học Eri dính cái đại băng tiễn mặc dù đã đánh hạt thông nổ Một pha tàng hình lên Đối phương đang cố gắng rút lui Giao độc làm chậm và sau đó thì chờ hồi E được hay không Dính RQK3 tiếp tục đánh tay Và sau đó đối phương flash đi QE sau đó thì r r r kịp anh em ơi à, vẫn không chết đó là một tình huống búp kịp đến từ milio một hit đánh từ trụ là không đủ lấy cái mạng của pink World. sau đó thì đẩy clon ra xa quy lên kéo clon về và clon chuẩn bị nổ trong trụ và kama sẽ bị fear đẩy thêm một pha dao độc nữa sát thương là chưa đủ bị trụ bắn một hit vẫn có thể rút ra với một chấm máu pha xuống núi của pink World và sau đó thì tàng hình sang đẩy một pha e dao độc sát thương đốt là chưa đủ vì chưa có mặt nạ và chỉ có một cái bão tố mà thôi Kama cũng rất tỉnh táo trong việc bật một cái máy quét lên và sau đó thì phá được cái hộp hề của Pinkwood Nhìn con Sako này máu yếu liệu rằng Kama có cắn bết hay không? Kama thực ra là cũng không còn bao nhiêu máu cả Nhưng mà coi chừng cái cung ánh sáng của Ezreal anh em nhé Ezreal bắt đầu e lên tìm con Sako yếu máu của Pinkwood rồi Pinkwood thì quy lên và sau đó W ăn lính cực kỳ chiu coi chừng Ezreal nha Ezreal đã tới nhưng mà cũng không có quá nhiều áp lực Pinkwood vẫn có thể rút lui về được, chiêu cuối sắp hồi luôn rồi đừng trên nãy giờ thì Aatrox đang farm cực kỳ chiu và Son đang lên cản con Achok nó ăn trụ còn Pinkwood thì đã có chiêu cuối rồi Nhưng máu yếu quá Tầm này mà ăn một quý Fri là nhiều khi cút đấy anh em ạ Vẫn quyết định ở lại tới từ Pinkwood Để bắt vào con Ezreal phía bên kia nhà chiêu cuối cho nó chuẩn bị hết thời gian Nó nổ sớm ấy, anh em ơi Nhưng mà đủ đam mà nhầm không có thiêu đốt ấy, anh em ạ Con Ezreal là còn full cây mà Chắc là cấu rỉa thôi ha Thôi reset đi quay 6 con ấy, anh em ạ Mà coi chừng cung ánh sáng nha Reset được một tên 6 con Và sau đó thì về thôi Ezreal không đạp hộp hề trong pha này Về nhà với một k để xem mua cái gì nào Chắc là sẽ lên mặt nạ đồ 2 ha Mặt nạ đồ 2 cho nó tối ưu sát thương anh em ạ Cánh trên giao tranh diễn ra và Milio đã nằm xuống rồi Sau đó là lại băng tiễn tốt đến từ uh, As Sóng âm tốt tới từ Lisin luôn Đứng dưới đối phương là Ezreal Kama Một bộ đôi cực kỳ mạnh trong việc uh, cấu rỉa Với cái tầm hoạt động đối phương cũng là tương đối xa nữa là Hơi khó để Pingwood có thể một vét 2 trong pha này nhưng mà cánh trên giao tranh ổn rồi ha Eri vừa e lên xong một pha nhà R tới từ Pinkwood để dí lên kiếm thêm một vài sát thương đánh tay mà thôi Có thể có cam ở đây anh em nhá S3 nó đánh cực kỳ láo luôn sẽ là một pha quy lên để kéo cái R về hướng của Ezreal Kama đã bị lộ vị trí rồi Sẽ là một pha kéo clone của mình tới Và nó sắp nổ rồi Nó hết thời gian nó nổ thật này anh em này Có thiêu đốt đối với từ Pinkwood Và sát thương là đủ mà thôi Sát thương thiêu đốt là đủ Nhưng Pinkwood liệu rằng có về được hay không Hơi khó rồi Có hoảng sợ nhưng mà không hồi quy kịp Hơi su đi luôn Milo rồi nếu phần này chỉ là hai v hai thì ngon nhưng mà nếu có thêm con Ari nữa thì hơi phiền rồi tiếp tục là câu chuyện đổi mạng <laughs> đổi mạng tới đi anh em với con Saco này mà có mạng là nó cực kỳ khỏe mặc dù ván này các bạn thấy là farm không được tốt bằng cho phía bên kia nhưng mà như mình đã nói rất là nhiều các cái video clip về con Saco AP nó là con tướng đi đường thậm chí là không có mạng hoặc là nó chỉ cần nó chỉ cần farm chiêu chiêu không đến mức bằng thời gian thôi anh em nhé mà nó vẫn có cực kỳ nhiều sát thương để các bạn triển khai tốt những pha W. Thì một khi nó đã có mạng mà hoặc là có những ván đấu ping một farm rất là tốt nữa thì thực sự là cái lượng sát thương nó quá khủng khiếp ấy. Pha này thì lên đường trên đép cái tân top nhưng mà cái tân tốp này chắc là mất trụ rồi anh em ạ, trụ này quá yếu rồi. Nhà chưa cuối sớm để PK với Aatrox sẽ là một pha QR lên và sau đó thì Aatrox đang chạy rồi. Clon nó chưa hết thời gian cho pha này, Clon nó sắp nổ rồi. Lon hết thời gian nó sẽ tự động nổ và chóc bị phia nhưng mà Kama đang ở khá gần và không có ai hỗ trợ cho Pinguot trong pha bắt bớ và chóc phía bên kia. Nhưng mà chụp cuối hồi nhanh thôi anh em ạ. Ván này thì vừa hồi chiêu nhiều vừa có được cả thợ săn tối thượng đang là bốn số nữa. Một pha e sau đó quy tàng hình né quy đối phương. chóc bị rút rỉa một thời gian thì cũng đã mất tầm nửa cây rồi. Và 18 giây nữa lại chuẩn bị có lại chu cuối sẽ là một pha cản bấm B về của chóc hay là không. Đối phương cố gắng rút lui với QW tàng hình sang đẩy e và sau đó thì tiếp tục bám đuổi đối phương với chu cuối chuẩn bị hồi lại bỏ qua được lính khu vực đường trên và Aatrox đang bị cản bấm b và rất khó chịu đang kéo thêm cả Eri khu vực cánh trên để hỗ trợ rút lui một pha đánh chặn tới từ binh trong phần rừng của Aatrox và không biết đã bị lộ vị trí hay chưa chắc là lộ rồi đẩy chiêu cuối đánh hạt thông nổ tìm con Aatrox phía bên kia nhưng mà chỉ có con Ramus ở đây mà thôi Aatrox không biết đi đâu rồi nhà đứt lưu ra tới từ binh bị phi lượt một Ramus bị phi lượt hai và chắc chắn là chết đó là mạng dành cho binh Ramus chết thuê rồi A cũng đang tiếp tục bị giữ chân lại Nhả một cái W sau đó thì di chuyển đường vòng để bắt Ezreal cùng với Aatrox Q sang phía bên kia bờ tường cực kỳ nhanh Tiếp tục là một pha đánh chặn không cho đối phương về Nhả W luôn là bụi cỏ hay là cắm mắt mà thôi, cắm mắt thôi Cắm mắt đánh hạt thông nổ để hạt thông nổ đẩy cái hộp hề vào hướng bụi cỏ bãi chim nhưng mà Đối phương rút lui và đối phương cũng có tầm nhìn ở đây rồi, lách like quy đối phương tốt Dính đứt đánh tay, Kama bị phia Sau đó thì Kama RQ không trúng trong pha này Aatrox thì chắc đã về được rồi như vậy là một tình huống Aatrox về nhà TP xuống đường dưới. Còn <laughs> Ramus thì chết thuê. Ramus vẫn này nhìn đần thật sự anh em à. Từ cái pha chính công đầu cho cái pha vừa rồi đều là những cái pha mà nhìn con Ramus nó rất là tù anh em nhé Nhìn rất là tội nghiệp cho Ramus luôn. Sóng ngâm vô hình cướp từ Lee Sin, sát thương la đủ và Kama chết rồi. W tiếp tục phia Ramus, Ramus rờ thẳng vào giữa đường đối phương với cái W của mình. Aatrox tới với chiến binh tận thế. Pingwood thì để những cái hộp hề và cái clone của mình ở lại và clone nổ ngay lập tức Ramus chết Ari một máu và Lee Sin liệu rằng đủ sát thương hay không đây Cảm giác là không đủ hộ thể ra đến từ Lee Sin Chạy về hướng hộp hề của tôi là sống A chóc quy ba thẳng vào hộp hề và sau đó thì bị fear Ari bị đẩy một pha ra độc chết luôn Tầm này sát thương nó cực kỳ nhiều rồi Cứ đổi mạng đi xem ai là người gánh tin tốt hơn Và truy đuổi tới từ vị trí của Ariel Ari quyết định quay người trở lại giao tranh và Atchok cuối cùng cũng đã chết với thêm một điểm hỗ trợ nữa dành cho Pingwood. 5 điểm thợ săn tối thượng và sau đó là Lee Sin sóng âm vội cước lấy thêm mạng của Adryu nữa. Mặc dù pha này thì đang hơi yếu mana nhưng mà vẫn tiếp tục ở lại spam những cú W để đánh chặn đối phương trong lúc đối phương di chuyển ra rồng. Chiều cuối chuẩn bị hồi lại rồi anh em ơi. Mana là đủ để R anh em nhé. Tầm 200 mana là đủ xài rồi. Đủ để quy R là được anh em ạ. Đại băng tiễn trượt. Ra bắt đầu trên đường đi ra bùa xanh. <laughs> bị phi lượt 1, bị phi lượt 2 cho mà xem, bị phi lượt 2. Sau đó thì hit and run về hướng con Ramus này uh, chuẩn bị bị phi lượt 3. Kama đang êm thẳng vào cái bóng mà thôi húc thẳng vào cái bóng đến từ vị trí của Ramus, trời ơi đẩy e đủ mana nhưng sát thương không biết có đủ hay không nó là chưa đủ Ari tới phi hồ té 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 nghe mày té nghe mày té nghe em ơi hết mana anh em ơi, lâu mana về TP cái cùng ánh sáng trượt từ từ Ari và Ari cũng chết với tình huống nội lông cước tới từ, từ Lee Sin giữa trận đang là một giai đoạn cực kỳ khó khăn cho bên phía team hai khi mà đối mặt cùng với một con Saco siêu khó chịu của Pingwood và sau đó về nhà đóng thêm trang bị và TP trở lại đứng trên để đón quay lính cùng với ăn trụ một của Atrox phía bên kia người đang ở khu cánh dưới và không có người đép cánh trên tầm này ra mất bắt đầu thay bàn phím rồi anh em ơi <laughs> chơi xong những game đấu với con Saco này là suy nghĩ đến câu chuyện thay bàn phím với cả thay chuột được rồi anh em nhé khó chịu điên rồi ra mất cay rồi ra mất r thẳng vào đấm luôn ạ cay quá rồi sẽ là một tình huống dí clon vào cho nó nổ ở trong trụ và Ramus sẽ bị phia bị phia về hướng hộp hề ạ, rồi tiếp tục bị phia và sau đó thì Ramus bị bắn mất máu cực nhiều mặc dù đã có được lượng chống chịu tương đối nhưng vì có mặt nạ nên là con Saco này nó có rất nhiều sát thương đốt theo thời gian và kể cả là trâu như Ramus cũng chịu không nổi nhưng pha này thì thôi xong rồi Hỏi cứu cứu Milo cứu RR bạn ơi ơi Milo không có R rồi có cả Ari mà cả Ad đã tới rồi Ramus yếu Ramus lên bảng với mạng tiếp theo dành cho Pingwood và Pingwood không chết trong pha này đồng đội đã tới backup kịp nhưng mà sau đó thì hồi máu bỏ chạy đặt w ra đẩy một pha e trúng ari đang bị đốt cực kỳ đau tiếp tục quy e mà thôi quy lên e trúng là chết đủ tầm e không đối phương chạy cực kỳ nhanh và sau đó thì eri là người có được mạng của as đang cố gắng vờn nhau với con ari ari đứng trên tầm nhìn rồi một pha vòng rất xa đến từ Pingworth và sau đó thì là một pha vòng sau quy đánh tay e là chết đánh tay e một mạng nữa từ cho có tầm nhìn đến từ milo và Pingworth đã xử lý được cái mạng của ari phía bên kia sau đó lên đường trên tìm con a chóc a chóc đâu rồi nhỉ À chắc vừa chết đường dưới rồi anh em ơi Tiếp tục uh, proxy một đợt lính sau trụ với cái W Dùng E để đấm con xe to Và sau đó thì ăn xong đợt lính này sẽ cầm một k 2 tiền Về nhà hay là làm gì đây Máu yếu nhưng mà máu yếu lại là Tiền đề để bết đối phương Nên là quyết định của Pinkwood là ở lại với chu cuối Sau đó thì đặt những cú W ở đây Để uh, chu cuối vào trong uh, Khu vực bụi cỏ bãi chim Để check tầm nhìn và Bết xem là có ai ở đây hay không sắp hết thời gian rồi sắp hết thời gian và bị rue outplay mất tình huống fear ra mất lại tiếp tục r vào con saco này quá cay rồi bị fear và sau đó thì ra mất làm cái gì đây ra mất vẫn chạy mà thôi dừng bên phía bên kia đang có dấu hiệu cay cú rồi anh em ơi dừng bạn tầm này là không giữ được cái đầu lạnh nữa rồi đánh nhau diễn ra và có vẻ là Lee Sin và Milo đang đâm mà hơi sâu vì có trong ở đây là chạy thôi anh em ơi chạy thôi anh em chạy về hướng hộp hề anh em ơi Lee Sin bị khiêu khích và chết luôn rồi Milo chạy về hướng hợp hề là sống Uh, sau đó thì tàng hình sang đẩy một pha e chúng lại là ra mất lên bảng với mạng dành cho Pinkwood sau đó thì chiêu cuối vượt tường luôn đẩy Clon ở lại mà thôi a à, cũng đã bị son dứt điểm và Clon nó chuẩn bị vào trụ thì trụ nó sẽ bắn hạ cái Clon này và bị phia ari bị phia và lên bảng đếm số với mạng dành cho aurelion son tiếp tục wq đến từ son sát tương là chưa đủ đến từ son tốc biến đến từ son để ăn cú triple kill thôi thì để cho Pinkwood ăn đi ông ơi tốc, tốc biến làm gì đây what isako acd Ờ... Vì phía kia cho hỏi là tại sao chiêu cuối con Saco này nó hồi nhanh thế Hồi chiêu chiêu cuối Saco là như thế nào đây ping Quật nói là 45 giây Mà nếu như hồi chiêu Mà khi mà nó tự nổ anh em nó còn có mười mấy, mấy giây à Tôi có thợ săn tối thượng Ultimate Hunter Phun số thợ săn tối thượng cùng với hồi chiêu như thế này thì bảo sao nó không hồi chiêu nhanh anh em đánh mà không cần phải về nhà luôn mà cái pha 1 nghìn tiền đứng trên là còn có chấm máu anh em cù cưa một hồi xong lại tiếp tục giết người tiếp mà chưa cần phải về này đẩy chiêu cuối cho nó reset way ha sau đó liệu rằng a chóc có cắn bết hay không đây tiếp tục đẩy e nhưng mà pha này thì e nó không có bạo tố Nên không lát hít được rồi a chóc có một cái áo tràng bóng tối w thành công đi a chóc nhờ bị hộp hề bắn mất máu tương đối nhiều bạn thấy là sát thương đến từ hộp hề với mặt nạ là cực kỳ thốn nha né được q hai đối phương tốt rồi sau đó tiếp tục bết đối phương vào những cú W 2k3 tiền là đủ Morello rồi nhưng mà chưa về Vẫn tiếp tục farm tiếp Nhằm lấy trụ một đường trên đối phương cái đã Có một cái TP đường giữa đến từ Ari kìa Đẩy E sau đó thì Q né được cái Q của Aatrox Tiếp tục spam W đẩy đường và Aatrox đang bị giữ chân lại khu đường trên Sau những cái pha E bây giờ nó nhiều đam rồi anh em nhé E đã cộng được điểm tối đa thì E nó cực kỳ nhiều đam rồi Mặc dù đối phương cũng đã suy nghĩ đến câu chuyện lên kháng phép rồi Nhưng mà đam đốt vẫn là rất đau Saco của Pingguan tiếp tục vòng sau đặt W để đánh chặn con uh, Aatrox Không cho Aatrox di chuyển về trong khu vực bùa đỏ đối phương Một pha quy sang R luôn ông Một pha Q sang đặt W và sau đó thì uh, Đẩy clone của mình đi face check Kama thấy con Saco đang lảng vảng ở đây rồi Đang bết RQ của Kama nhưng không được Aatrox thì đang bị vờn ở chung một đường trên Bị băng trụ rồi Aatrox bị băng trụ và đối phương liệu rằng có cứu được hay không đây Clon đang bị dí lên và sau đó thì nó đã bị giữ chân lại bởi Kama Erieu e lên, Erieu e lên bị thiêu đốt, bị đẩy E, Clon phía sau nó đã nổ rồi Bị Kama kích nổ mất Clon ra mất đang tốc biến có thể bỏ chạy mà thôi Và sau đó sẽ là một pha quy sang phía bên kia bờ tường để đánh chặn Ari hay như thế nào đây Tiếp tục quy sang để đánh chặn Ari và để đồng đội xử lý những cái mạng cánh trên nhưng mà xử lý không được cái mạng của SRE và thậm chí là át chết ngược SRE sẽ đi về à? Erieu sẽ đi về khu vực này và nếu đi vào khu vực này là chắc chắn chết anh em nhé mà đối phương không đi vào và đối phương tàng hình bỏ về một pha tàng hình lên đẩy e sẽ là chưa đủ nhưng mà tầm này có thể qe liên tục e cực kỳ nhiều đam có thể suy nghĩ đến câu chuyện là qe liên tục để có thể gây sát thương và lại tiếp tục điều clone của mình đi phay check nhưng mà bot đối phương đã về hết cả hai người cả ari lẫn kama rồi có một cú tp xuống khu đường dưới ari thì quyết định đánh ở khu đường giữa về đép trụ được kịp không nhờ tp về kịp nhưng mà clone thì nó đã nổ rồi đẩy được một pha e và ari đang phi hồ bỏ chạy đặt w thêm một pha e nữa dính hôn gió nhưng mà đó là hôn gió đến từ ari vào cái hộp hề mà thôi chờ hồi quy quy lên e nhưng mà đối phương chạy cực kỳ nhanh đi qua cái linh hồn rồng và sau đó thì sống sót đến từ ari với một chấm máu cứ macro trước những tình huống giao tranh anh em nhé ví dụ pha này chuẩn bị đánh rồng là mình ra rồng mình đứng mình đặt w luôn pha tàng hình lên nhưng mà dính cái quy ra ramus ra mớt đang quy quy tự nhiên quy nhầm vào con saco này rồng thì lisi chắc chắn chưa ăn được rồi đánh chặn eriu Eri di chuyển bị đẩy một pha dao độc và sau đó thì nhà luôn chiêu cuối nhà chiêu cuối và sau đó thì đang xem xem là chiêu cuối nó như thế nào đây một pha quy lên điều clon tới và Eri đang phải cắm đầu cắm cổ bỏ chạy mà thôi Airy E chạy được rồi clon nổ và nó chưa đủ sức để giữ điểm nhưng đã đánh chặn thành công xạ thủ đối phương phần còn lại thì đang giao tranh tại khu vực hang rồng à chóc kích hoạt chiến binh tận thế còn ping một đánh hạt thông nổ xuống đẩy một pha e là chết ca mà lại tiếp tục tăng hình nhặt w chạy về hướng w của tôi này át ơi át dính quy ba tốc biến vào lên bảng nhưng chóc chạy với bụi cỏ chắc ba bị phia và lên bảng là chắc rồi Lee Sin là người lượm mạng, Eri đang hồi máu lại và đi ra phụ đam cho con ra ăn con rồng miếng tố này nhưng mà Lee Sin, Lee Sin trừng phạt tốt hơn và ra mất rồng rồi. Tội <laughs> thật sự. Tội nghiệp ra thậm chí Eri chết mà mang ra như Pingwood là như thế nào đây? Tiếp tục spam W và ra đang PK cùng với lại vị trí của Milio. Sau đó thì bị Milio cùng với Auron son dứt điểm. Về nhà đóng mũ phù thủy luôn đã à? vãi gom 4000 tiền về đóng mũ phù thủy luôn khỏi cần Morello anh em ạ. Sau đó lên lại khu đường trên. một pha tàng hình lên sau đó đặt W ra phía sau và ép phi hồ thôi và này chắc là chỉ ép được chú cuối thôi anh em ạ phi hồ lên ăn trụ đến từ Ari và sau đó thì trụ bắn Ari chưa chết Ari đang cố gắng bỏ chạy với lượt phi hồ cuối cùng và không còn tốc biến nữa mà chạy đi đâu mới là vấn đề đây quy sang để e chúng là chắc đi rồi đẩy một pha e sát thương đến từ mặt nạ cùng với thiên thạch rồi thiêu dụi legendary luôn các bạn thấy là không đi đường ăn không được nhiều mạng đâu nhưng mà nó nó vẫn có rất là nhiều sát thương dọn giữa trận để các bạn triển khai tốt những pha w anh em nhé đây là ván đấu đi đường bảo xanh quá thì cũng không phải quá xanh nhưng mà cũng đổi được vài mạng mà đối phương chấp nhận câu chuyện đổi mạng với Sako của thì cái kết nó hơi đắng ha Đặc biệt là Ramus, mất, Ramus mất lại quy vào cái hộp hề rồi Một pha quy rất tốt, tức là đoán được cả tình huống tàng hình của Pingworth. Tầm này để xem xem là chiêu cuối khi mà nó tự nổ thì nó hồi bao nhiêu giây Hai mươi mấy giây còn lại thôi anh em ơi Nào tìm uh, hướng giao tranh để mà set up W anh em à xuống đường dưới đón lính rồi không có mục tiêu lớn baron không có và rồng cũng không nên là phải đi sai len để farm lính và đép trụ thôi pha tàng hình lao sang đặt w đẩy e vào sau đó thiêu đốt thẳng đối phương q một chiến binh tận thế lên q hai đối phương bị gây sát thương bởi hộp hề đối phương giật ra một nhịp dùng r để né q ba đối phương sau đó thì đối phương đánh tay w vào cái bóng của ping mà thôi bị phia và sau đó tiếp tục đẩy e làm chậm đối phương q 2 mình dùng q để né đối phương có kiếm răng cưa và sau đó ping tiếp tục nhấp nhả đối phương e lên cắm mắt sang và sau đó thì tiếp tục có những pha quy đến từ Achok để trả đam quyết định quy sang hay không một pha quy nhưng mà quy không qua tường tới Pinwood chủ động quy không qua tường đấy anh em nhé quy qua tường mà Achok nó thấy quy đấy nó sẽ chặt quy liền à mà quy Achok thì ở dạng tàng hình vẫn bị ăn đam pha này là không giết được Achok rồi quyết định tiếp tục tàng hình đối phương EW các kiểu đẩy một pha E đốt độc chắc chắn là chết đây là sức mạnh đến từ Saco mặt nạ và vẫn solo kill được Achok có mắt bụi cỏ chắc ba rồi anh em nhé nên là đối phương không về bụi cỏ chắc ba thì khả năng cao đối phương đã đứng ở bụi cỏ nhỏ và mình thứ thế mình đấm thôi do you just have vision everywhere <laughs> tôi không có bị tôi không có tầm nhìn trong bụi cỏ nhưng tôi có tầm nhìn ngoài bụi cỏ và sẽ là một pha qr tới từ pingwood chui bụi cỏ sau đó thì ari đang bị clone dí lên bị phia bị đẩy một pha e nữa là chết ari tới gỡ được một mạng shutdown một nghìn tiền dành cho ari với tiểu gỡ gạc A chóc nói là <laughs> Mày có tầm nhìn Ở tất cả mỗi nơi Tao thì không có Pin nói là tao có tầm nhìn ngoài bụi cỏ Biết mày trong đó thôi Pha này thì Ari cũng rất là cay cú Và dướn lên để ăn cái mạng nghìn tiền Nhưng chết ngược Cũng may là có Ari phụ đam để mà gỡ lại Chứ không thì Trầm cảm chết mất bốn đồ lớn rồi anh em ơi 29 phút mà bảo bốn đồ lớn xanh thì cũng không phải là Quá khủng khiếp nhưng mà căn bản là bốn đồ đam này là sát thương nó nhiều lắm rồi. So in this đang nói là tôi có tầm nhìn ở bụi cỏ này, bụi cỏ này chắn nó ở đây thôi. TP nhỉ. Đường trên đã có mega rồi TP bot thôi anh em ơi mười bảy mạng trong ván này mặc dù khởi đầu đi đường thì uh, cũng không phải là có quá nhiều lợi thế cho à, ăn phía bên kia một pha quy sang uh, phía bên kia bờ tường và đặt đất đẩy e đánh tay sau đó té thôi con sako này nó cũng mỏng và nó không có nhiều khả năng phục hồi nên là bị kama hay rêu cấu rỉa cũng tương đối đau một pha đi bộ vào trụ sau đó quy ra tiếp tục điều lon đi face check ha tiếp tục bị cấu gì ở bởi Kama nhưng đẩy clone vào trong trụ rồi Clone này sẽ phi bao nhiêu người đây Phi Kama và Kama mất máu cực nhiều Kama liệu rồi có chết luôn hay không nhở Một pha ưng tiện phát hiện ra Kama búp linh giáp và chưa chết ừ, Sau đó thì là một pha đẩy e chúng ra mất đang bị át gãi từ nhà đến trường và mất máu cực kỳ nhiều rồi Tiếp tục nhà W và che được cú quy tới từ Kama S di chuyển tham vui và sau đó cũng bị nhận một lượng sát thương lớn tới từ hộp hề của Pingwood Cấu gì một hồi là đối phương cảm giác là hết máu rồi đó mà chưa có quay đường dưới để có thể ăn được trụ thứ hai trụ ngoài cuối cùng của đối phương Di chuyển như thế này là rất dễ bị đối phương bắt anh em nha Pha R này lại không qua tường nữa Sau đó thì chờ hồi quy và đang có một pha bị phia đến từ Ari Ari lên bảng đếm số và hồi máu lại từ Hoa Tử Linh nhưng không đủ tầm hồi máu Hoa Tử Linh rồi Một pha quy chạy nhà W cấu gì ở đối phương và sau đó thì ra mất R thẳng vào Hỏng cái cứu, cứu 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 Quy chạy được không? <laughs> quy anh em ơi Dính quy một A chóc và dính mã xà kích đi luôn rồi Vẫn giết được Ari The fuck is this Ari cũng hơi trầm cảm rồi đấy Mít dừng đối phương ván này chắc là <laughs> My brain stop Ari cũng bắt đầu cảm thấy hơi trầm cảm với những cái hộp hề của Pink World rồi Ramus thì đúng là đang cực kỳ cay cú đây anh em nhé Nó thấy con Saco ở đâu là nó hút cả người vào ấy I don't like loud. <laughs> team bạn tuần này quá bất lực rồi thế đẩy ba đường ăn baron cho team của pingwood dễ thôi quyết định lấy lại một cái ngọc quên lãng à are you pingwood hả à bên kia hỏi là ông có phải là pingwood hay không <laughs> đúng rồi bạn còn ai ở ranh Bắc Mỹ mà đánh Saco lên đại cao thủ hay là cao thủ được Thậm chí đã có một cái ạc cao của Pingwood ở mùa này đánh lên thách đấu rồi anh em nhé Nhưng mà ạc cao đấy thì Pingwood đánh theo kiểu là Saco support Nhiều hơn là Saco là, đi uh, top Đã có những người uh, nghi vấn đây là Pingwood vì đánh con Saco đi top AP quá hay Pha nhà chiêu cuối sau đó thì lang thang trong khu vực rừng bùa đỏ Tìm kiếm cơ hội uh, bắt lẻ pha quy kéo r lên r nó sắp hết thời gian nó tự nổ thôi pha nổ r này thì chưa được nhiều đam lắm đi xin lao vào nộ long cước các kiểu và sau đó thì đang cố gắng rút ra không biết có rút ra được hay không ping quần để xử lý trụ với Baron cái đã đẩy một pha e làm chậm con ramus lại sau đó đốt độc đến từ uh, cái mặt nạ ramus flash r thẳng vào và sau đó thì bị uh, nhận rất nhiều sát thương ramus gãy rồi tiếp tục quy và sau đó thì vòng ra phía sau đối phương để đặt w đẩy pha e và sau đó còn cái r để né hôn gió nếu mà cần đẩy r và sau đó thì uh, đang có một pha fake bóng cực kỳ khó chịu từ Pinguot, double kill có dành cho Ash sau đó thì là một pha triple kill luôn rồi. Một pha quy vòng ra phía sau nhưng mà Eru đã lên bảng điểm số và quét sạch cũng đã có Pinguot không phải được thêm mạng nào nữa. Mà chiến thắng đã có rồi. GG. I love that guy. GG. Ash e online. 18 6 12 là KD cuối cùng của Pinguot trong ván này anh em nhé. Đó à, câu chuyện là cứ đổi mạng với đối phương thôi anh em thoải mái. Đổi thoải mái anh em ạ, à. miễn là mình gánh tim được là mình cứ đổi mạng thôi. Ai tận dụng mạng cũng tốt hơn thì các bạn thấy rồi Top Canyon <laughs> Cùng xem lựa sát thương cuối game của ván này Thì Ping sẽ có được bao nhiêu đam anh em nhé bốn mươi chín nghìn không trăm ba mươi ba sát thương là người lít đam lobby này sau ba mươi ba phút hơn đồng đội thì cũng có một con Lee xin rất là xanh với mười hai mạng và ba mươi tám nghìn sát thương phía bên kia thì người có được lượng sát thương nhiều nhất đó là vị trí của eru một con tướng pok À, cảm ơn anh em rất là nhiều và đã theo dõi một giáo uh, án nữa Của Pingwood Với các bài Saco AP uh, Quen thuộc Lại tiếp tục là một uh, game đấu Mà khiến cho đối phương cực kỳ trầm cảm ha Đặc biệt là mid rừng đối phương Ván này là hơi trầm cảm đó Hẹn gặp lại anh em mình những khác anh em nhé Bye bye